Lửa và nước sẽ làm cho tôi được tinh rồng. Đây là sự thử luyện về đức tin. Một nồi bánh đúng nghĩa của sự yêu thương. Rất là vất vả, nhưng cảm tạ Chúa về tình yêu thương của Ngài làm cho tôi được đứng vững. Ngài đã cho cơn mưa đến để thử luyện về đức tin và sự yêu thương Ngài. Họ tìm kiếm Chúa trong lúc ngặt nghèo và kêu cầu Ngài trong khi Ngài sửa phạt. Cảm ơn Chúa, đó là lời của Ngài. Nguyện lời của Ngài sẽ thêm sức và an ủi tôi trong lúc hoạn nạn và làm cho linh hồn tôi được sống lại trong những sự hoạn nạn. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Cảm ơn Ngài, thật là phước hạnh. Ngài đã rèn thử tôi, y như là luyện bạc. Như vàng trong nồi rót, để rồi làm cho tinh rồng. Những cáu cặn được loại bỏ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.